Gió hoa lavender này á. Thì bây giờ mọi người trừ một cái đoạn nó hơi dài một xíu nha. Rồi mình lên hai vĩnh. Sau đó là mình sử dụng cái mặt sau này nè. Không có móc vô đây nha, móc sử dụng cái mặt sau này. Đây. Móc một mũi dời. Xong rồi, mình kéo nó ra. Kéo ra như vậy nha. Luồn vô trong cái này. Mình gút lại. Đó. Rồi mình chừa một đoạn. Lặp lại. Hai. Lên hai, rồi quay ra đằng sau. Trồng vô như vậy nè. Xong mình gút lại. Thì mình làm 6 lần như vậy nha. Rồi sau khi mọi người đã làm được 6 lần như vậy thì bây giờ mình chừa một cái đoạn dài hơn chút xíu. Mình sẽ làm cái cục thứ hai. Cục thứ hai á thì mình sẽ lên 3 bính. Rồi mình cũng sẽ quay lại cái chân mũi đầu tiên. Một mũi dời. Rồi cái này nó sẽ bự hơn cái này một chút. Đây, mọi người cũng làm lại 6 lần nha. Rồi mình có cụm 1, cụm 2. Rồi bây giờ cụm 3 cũng vậy. Mình sẽ chừa một đoạn. Rồi sau đó mình lên 3 bính. Bây giờ mình sẽ quay lại, mình sử dụng hai chỗ này, mỗi chỗ mình sẽ móc một mũi dời. Thì tổng cộng cái hàng này mình sẽ có được 2 mũi dời nha mọi người. Đây nó sẽ to hơn chút. Rồi mình cũng làm lại 6 lần như vậy nha. Rồi tiếp theo cái cụm thứ 4, thứ 5 mình sẽ làm giống nhau. Lên 3 bính. Quay lại bính, quay lại. Và móc một nửa kép. Sau đó là một mũi dời. Cũng vậy các bạn nhớ trồng qua nha. Ba bính quay lại đây chỗ này, móc một nửa kép nè, rồi một dời. Cụm thứ tư và cụm thứ năm mình làm giống nhau, mỗi cụm sẽ được 6 cụm nhỏ nha. Rồi cái cụm 6, 7, 8 thì mình sẽ làm giống nhau.
mình sẽ lên bổn bỉnh. Quay lại, mình sẽ móc. Mình sử dụng mặt sau nha mọi người. Một nửa kép và hai mũi dời. Sáu, bảy, tám, mỗi cụm mình sẽ có sáu cái cụm nhỏ y như vậy nha. Đó thì nó sẽ to hơn cụm này một chút. Về cái phần lá thì bây giờ các bạn lên giúp mình 20 bính. Rồi mình nẹp kẽm vào. Mình sẽ móc mũi đơn. Mình sẽ móc mũi đơn cho tới chân mũi cuối cùng nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ còn cái chân mũi cuối cùng, thì chân mũi này mình sẽ móc vào một cụm một đơn, lên hai vĩnh, rồi mình quay lại. Móc một mũi dời và một đơn vào cùng chân mũi đó. Rồi tiếp tục thì qua bên kia mình cũng móc mũi đơn cho tới hết hàng. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp nha. Các bạn lấy kẽm nè, chập đôi lại. Sau đó là mình sẽ ráp từ cái phần đầu nhỏ trước ha. Mình ráp vô thì mình chỉnh lại để cho nó so le lại cho nhìn nó đẹp á mọi người. Thì mình cứ quấn từng cái cụm nó xuống như vậy là được nha. Các bạn cứ quấn dần xuống thì nó sẽ ra.